Rồi xin chào uh, quý anh chị các bạn trở lại với chân uh, ống xe hơi. Uh, giống như là Ford này hay là bên uh, Kia tốt này thì uh, một cái đầu xe uh, rất là hot hiện nay trên thị trường là Toyota Cross uh, phiên bản uh, gầm cao 5 chỗ cũng đã có thay đổi về giá bán. Cụ thể thì uh, với hai phiên bản là 1.8G và 1.8V thì uh, mẫu xe này sẽ tăng giá lên 10 triệu đồng. Uh, nguyên nhân là vì uh, thay đổi tiêu chuẩn khí thải lên uh, Euro 5. Hiện nay thì uh, tất cả các xe Việt Nam đa phần là uh, áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. thì uh, gần như toàn bộ tính năng option nó sẽ không thay đổi gì cả. Chủ yếu chỉ gọi là thay đổi về giá bán ở hai phiên bản thấp. Uh, 730 triệu cho phiên bản 1.8g và 830 triệu cho phiên bản 1.8v À, vẫn là 920 cho phiên bản hybrid và với một trắng ngọc trai thì chúng ta cộng thêm là 8 triệu nhé các bác ở Bắc Ninh Bắc Giang thì uh, đang có nhu cầu uh, tìm mua xe Toyota Cross uh, trong tháng tới thì uh, khả năng uh, cũng có thể chỉ gọi là tặng kèm thêm một chút phụ kiện nho nhỏ thôi còn về cơ bản thì uh, từ lúc mà nó ra mắt ấy, Toyota Cross thì uh, chưa có chương trình khuyến mại từ phía đại lý hay là phía nhà máy đó nó khác với một số đầu xe như là Camry, Atit, rồi xà kho Còn Toyota Cross thì thứ nhất là xe nhập khẩu Chúng ta không được áp thuế trước bạ 50% Mà chúng ta vẫn đóng là 10% nhé Cái thứ hai thì với phiên bản này là xe nhập khẩu Chúng ta sẽ đợi vào khoảng tầm tháng 3, tháng 4 Mới có xe VIN 2022 Chưa kể trong tình trạng dịch bệnh như này Thật ra là thời điểm này nguồn cung Toyota Cross rất là nhiều Đại lý nào cũng rất nhiều xe Toyota Cross Và... Uh, chờ, chờ đâu đó vào khoảng từ 2 đến 3 tuần thôi Không phải chờ khoảng tầm 2-3 tháng như là thời điểm trước uh, Về mẫu xe này thì uh, cá nhân em đánh giá ổn trong tầm giá Tuy nhiên thì uh, với việc mà Tucson vừa ra mắt Phiên bản 2022 thì uh, thật sự rất là đẹp Mà anh chị đang có nhu cầu thì chúng ta hoàn toàn có thể đến uh, Bắc Ninh này chúng ta xem xe cả Cross cả Tucson Vì hai showroom nó rất là gần nhau Đó Uh, giá lăn bánh thì các bác được cộng giúp em đâu đó vào khoảng tầm 80 triệu. Thì uh, sau khi tăng giá 10 triệu thì ba uh, mẫu xe sẽ lần lượt có giá lăn bánh dự kiến nó sẽ dao động vào khoảng tầm 830 triệu này. Uh, với xe màu trắng này, 840 triệu, 940 triệu với xe màu trắng và đã bao gồm bảo hiểm thân vỏ một năm. Uh, và khoảng hơn 1 tỷ, 1 tỷ uh, 040 triệu đồng cho phiên bản hybrid. Uh, trả góp thì mình trả tối thiểu 20% giá trị xe, đi kèm với đó là chi phí thuế trước bạn, đăng ký đăng kiểm hiện nay thì uh, xe khá là sẵn và bên em có xe lái thử phiên bản 1.8V nhé anh chị ở Bắc Ninh Bắc Giang có nhu cầu thì alo trực tiếp giúp em để bên em báo giá và báo lại cái lịch xe sớm nhất uh, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo